Rồi cho cậu bạn mọi người nha. Rồi mình hôm nay mình quay cho các bạn. Hôm nay mình đi vô rồi các bạn. Rồi mình mở cửa nha. Rồi mình đi vô các bạn. Quá đông các bạn. Năm nay mình dịp Tết Nguyên Đán các bạn. Năm nay mình tại cùng với chùa Pha Đen. Năm nay mình coi các bạn. Đây là dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 các bạn. Rồi hôm nay mình quay cho các bạn mọi người mình quá đông các bạn, nữ sinh các bạn. Quá đông các bạn. Còn đây, đây là ăn giao cho hai chiếc máy cắt các bạn. Đây là 6 chiếc xe đua. Đây là chiếc Kubota C60 các bạn. Càng đèn năm nay là càng chớp các bạn. Cái đèn này cũng mới đèn chớp các bạn. Năm nay chớp sáng một cái xíu hồi cái đèn chớp thôi nha. À, chờ phía bên kia các bạn. Mở tới dây điện màu xanh dương các bạn. Rồi mình sẽ cho quay cho các bạn mọi người cùng xem nha. Đây nè, bánh mộng năm nay xem nè, đợt 7 cặp. Dàn đèn chớp năm nay phải thử mình xài cái dàn đèn các bạn. Dàn đèn năm nay chớp rồi các bạn. Để chừng nào chắc là như đem trả cái bánh này. Đem chắc có phải trả một viên số cái bánh này các bạn.
Được ông. Về á. Ông ai về? Thôi, tôi xin tao hả? Dạ. Anh đưa lên Facebook là chị kiếm cửa em chị đó. Có một số này là như mà bắt cái đèn chớp các bạn. Đèn chớp hôm nay vẫn cần mình sáng giới các bạn. Đây là cái đèn chớp quá đẹp mà hả bà Sáu.
chờ các bạn nha. Ở Nam mình sẵn mình nhập mà có yêu cầu mình mua máy bán máy rồi ba liên hệ số máy điện thoại đó chính là 02853 389 5 để mà nhập yêu cầu mình để mình xem nha. Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong tuần sau nha.